nên là những cái chuyện là nó chạy tới 2 km, nếu mà bình xăng của tớ, bình dầu của tớ khoảng bình dầu bình thường là xe của tớ nó sẽ đi 100 km khoảng hơn 4 lít thì cái cấp nối giữa đầu cái và mọt đầu cống hơi á, thì nó lại tắc lại. Thì còn một ống trả lốc kê thì trả được rồi, còn một ống thắng thì không ăn. Tức là thì anh mình vẫn chia sẻ với các bạn, nếu mà ai chuẩn bị lên đó thì nên để ý tất cả những cái đường ống hơi lâu ngày test thì để mình không để ý, hoặc vô tình có khi mà có chuyện va chạm thì nó làm ảnh hưởng đến cái dàn thắng á, thì mình phải khắc phục.